Chào mừng các bạn đã quay đến với bản tin trong bóng đá ngày 19 tháng 4. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin chồn đáng chú ý sau: chốt đơn, MU ký hợp đồng với huấn luyện viên Ten Hag. Nhà báo Fabrizio Romano đã xác nhận huấn luyện viên Ten Hag đã đặt thỏa thuận về hợp đồng với MU. Michel van der Gaal là ứng cử viên cho vị trí trong ban huấn luyện. Ajax và MU đã thảo luận về điều khoản phí để bù 2 triệu euro. Thời gian chưa xác định. Trong khi đó, tờ Guardian cũng đăng tải thông tin này. Tờ báo hàng đầu nước Anh xác nhận MU sẽ công bố bản hợp đồng với huấn luyện viên Ten Hag trong vài ngày tới. Cũng theo tờ báo này, hợp đồng của huấn luyện viên người Hà Lan với MU có thể kéo dài 3 năm, cộng thêm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng hoặc là 4 năm. Không có tùy chọn tự động gia hạn, huấn luyện viên Ten Hag đã đưa ra điều kiện rằng ông phải quyết định vấn đề chuyển nhượng của câu lạc bộ cùng với giám đốc của đội bóng. Trong thời gian tới, huấn luyện viên Ten Hag cũng sẽ đàm phán về việc đưa trợ lý Michel van der Gaal tới MU. Huấn luyện viên kỳ cựu Steve McLaren cũng có thể được bổ sung vào ban huấn luyện. Mới đây, giám đốc của câu lạc bộ Ajax, Kerry Hamstra cũng bóng gió về khả năng huấn luyện viên Ten Hag sẽ ra đi. Dù trang chủ MU chưa đưa tin, nhưng với khẳng định của thánh dầu gội này thì anh em cổ động viên MU cũng có thể yên tâm được rồi. Ra mắt MV hoành tráng Let's Shine, ca khúc chính thức SEA Games 31. MV hoành tráng của ca khúc chính thức SEA Games 31 mang tựa đề Let's Shine đã mang đến sự lan tỏa sứ mệnh vươn tới đỉnh cao, thông điệp của kỳ đại hội này. Ca khúc Let's Shine đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong nước và đặc biệt là người hâm mộ trong khu vực ngay từ khi công bố bản thu âm. Bài hát chính thức của SEA Games 31 được sáng tác bởi nhạc sĩ Huy Tuấn, với sự tham gia gồm các nghệ sĩ Tùng Dương, Văn Mai Hương, Hồ Ngọc Hà, Isaac và rapper Đen Vâu bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Thông qua những khung hình đầy cảm xúc về đất nước, con người Việt Nam kết hợp với ca từ xúc tích đầy vui tươi, sôi nổi, khỏe khoắn, MV Let's Shine hy vọng sẽ khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào dân tộc, tinh thần thể thao, cao đẹp, thúc đẩy sự vươn lên của tuổi trẻ, cùng tỏa sáng, hòa nhập vào sự phát triển, đoàn kết, thân thiện với bạn bè quốc tế nhằm hướng tới SEA Games 31 vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Trong MV có sự tham gia của nữ hoàng ủ xu Việt Nam Nguyễn Thúy Hiền, niềm tự hào của thể thao Việt Nam và là người rước đuốc trong lễ khai mạc SEA Games 22 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thúy Hiền xuất hiện trong những đại cảnh hùng tráng cùng với 50 vận động viên đại diện cho 40 môn thi đấu tại đại hội lần này. Bruno Fernandes gặp tai nạn với siêu xe Porsche Panamera 94.000 bảng. Tiền vệ Bruno Fernandes gặp một vụ va chạm xe hơi trên đường đến sân tập của MU. Hiện thì vẫn chưa rõ khả năng ra sân của anh ở trận gặp Liverpool vào giữa tuần này. Vụ việc xảy ra khi tuyển thủ Bồ Đào Nha đang trên đường ra sân tập. Theo thông tin ban đầu, Bruno không bị thương nặng và anh vẫn có thể tham dự buổi tập cùng các đồng đội tại Carrington. Những bức ảnh hiện trường cho thấy chiếc Porsche Panamera chạy điện trị giá 94.000 bảng của tiền vệ này đã bị vỡ đầu bên phía người lái. Chiếc xe va chạm với Bruno bị bật tung cánh cửa với các mảnh vỡ nằm rải rác trên con đường hẹp. Bánh xe của chiếc Volkswagen này trông có vẻ bị lật và nắp capo hơi mở ra khi nó va chạm với chiếc Porsche đang phát sáng của Bruno. Hiện vẫn chưa rõ Bruno có đủ sức để thi đấu trong trận với Liverpool vào rạng sáng thứ tư tới hay không. Nếu tiền vệ này không thể góp mặt, đây sẽ là một tổn thất lớn đối với huấn luyện viên Ralf Rangnick trong tham vọng đùa top 4. Ronaldo thông báo mất con. Ronaldo thông báo trên Instagram ngày 18 tháng 4 rằng một trong hai bé song sinh của anh và bạn gái Georgina Rodriguez đã qua đời. Với nỗi buồn sâu thẳm, vợ chồng tôi phải thông báo rằng con trai bé bỏng của tôi đã qua đời. Thông báo trên Instagram của Cristiano cho biết, đây là nỗi đau lớn nhất mà bất cứ người bố, người mẹ nào có thể cảm nhận. Chỉ có sự ra đời của con gái giúp chúng tôi có sức mạnh để sống với hy vọng và hạnh phúc. Chúng tôi xin cảm ơn các bác sĩ, y tá đã quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Gia đình tôi đều suy sụp với nỗi mất mát này. Và chúng tôi xin có được quyền riêng tư trong thời gian khó khăn này. Con trai bé bỏng, con là một thiên thần, cả nhà sẽ mãi yêu con. Thông tin trên khiến nhiều người yêu mến Ronaldo nói riêng và fan bóng đá nói chung bị sốc. Còn nhớ vào tháng 10 năm ngoái, CR7 hồ hởi chia sẻ về việc cô bạn gái Georgina Rodriguez mang thai cặp song sinh. Nhưng không may là bé trai lại qua đời ngay khi vừa mới sinh ra. Xin được chia buồn cùng với anh và gia đình. Đen Vâu lấy cảm hứng viết nhạc SEA Games 31 từ đội tuyển nữ Việt Nam. Rapper Đen Vâu đã có những chia sẻ khi góp giọng trong ca khúc chính thức SEA Games 31 mang tựa đề Hãy Tỏa Sáng, Let's Shine. Phần rap của rapper Đen Vâu chính là một nét mới lạ và đầy thú vị trong bài hát lần này. Anh cũng đã có những chia sẻ khi lần đầu được tham gia và góp giọng trong MV một bài hát chính thức của SEA Games 31. Đợt vừa rồi, theo dõi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong một hành trình gian khó đã cho mình nhiều suy tưởng để viết nên những câu rap cho bài này. Một cặp câu thể hiện những ý khác nhau, nhưng Đen Vâu thấy thú vị chắc là câu Trần Quốc Toản xưa bóp nát cam sành, thanh niên bây giờ bóp nát cả cam go. Nó là một sự chơi chữ nhẹ, lồng ghép lịch sử đất nước và cũng nói lên tinh thần của thế hệ thanh niên bây giờ. Được tham gia vào bài hát là một vinh dự, như anh Huy Tuấn đã tâm sự với Đen. Trong đời anh em mình không nhiều lần được làm điều này đâu. Đen thấy vui vì mình được cống hiến trong việc mà mình có khả năng làm tốt nhất. Bản tin ngày hôm nay đến đây cũng xin phép là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy nhớ like, nhớ share, đăng ký kênh và rung nút chuông để đón xem những bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.